Cái độ nhạy của dòng loa JBC này nó rất là cao. Em test thử bằng con đẩy bình dân rẻ tiền này thôi mà tiếng nó phê như vậy các bạn. Đấy, bố này 15 sạch 95. Nó rất là hay, rất là tuyệt vời. Cảm ơn bác khách ở trong khu vực Bình Định, các bác ở Nghệ An, các bác ở Thanh Hóa, các bác ở thành phố Hồ Chí Minh và một bác khách ở Hà Tây, một bác khách ở Hải Dương. Tổng 6 cặp loa em sẽ chuyển trả các bác nhá. Đấy, hàng về có 10 cặp nhưng mà chuẩn bị cháy hàng các bạn. Nhanh tay nha các bác nhá. Em thử này từng chiếc một các bác nhá. Đây, các bác này, riêng em test thử rất là cẩn thận. Rất là hay các bác. Bát 40 đẹp lèo. Mới cứng thôi nha, 100%. Ngọt lịm các bạn. Cấp này, em vừa về hàng thì nó phải trả 6 đôi, trả đơn 6 đôi trả đơn các bác nhá. Cảm ơn các bác đã đặt tiền em, có bác đặt lâu nhất là cách đây khoảng hơn 1 tuần, có bác cách đây 3 ngày 4 ngày. Đấy, rất là may mắn về trong ngày hôm nay, trong sáng ngày hôm nay, và hôm nay là ngày đây này, mùng 8 tháng 11 2023. Đấy, rất là vui mừng về tiếp tục thêm được cái lô sản phẩm JBL 42 15 95, bát 40 tép leo, phải nói tuyệt vời hay. Cảm ơn các bác, các bác nhu cầu hãy liên hệ với em theo 2 số máy trên tấm biển này. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác.